Xin chào cả nhà. Có một bác hàng xóm gần đây cầm cho mình cái củi như thế này và bảo mình xem giúp là tại sao là nó không chạy. Giờ chúng ta hãy cùng xem nó bị làm sao nhé. Motor có chạy được một tí xong lại dừng lại cả nhà. Các bạn hãy xem chiều quay của cái trục này, nó bị ngược. Bây giờ mình sẽ đảo đầu cuộn dây lại để cho xem trục có quay được đúng chiều không. Mình thay luôn cho cái củ này một cái tụ mới nha. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra quạt xem nào. Rồi, quạt đã chạy cả nhà nhá. Chạy đúng chiều. Không bị ngược nữa.